Chào các bạn học sinh lớp 7 thân mến, chúng ta cùng nhau giải bài tập tiếng Anh lớp 7 này của Mai Lan Hương, Nguyễn Thanh Loan, bài số 12, Let's Eat. Phần A, What shall we eat? Chúng ta ăn cái gì đó. Bây giờ chúng ta có những cái từ như thế này mà chúng ta sẽ xếp vào ba cột, đó là vegetable, rau củ, và fruit là hoa quả, thing là đồ vật. Bây giờ chúng ta xếp này, onion là vegetable, biết vào đây, cucumber, biết vào đây, cucumber, apple là quả, apple. Cái chảo là đây nha, spinach là rau, spinach, bowl là cái tô, pineapple là quả, rồi orange là quả, carrots là rau củ, banana quả, chopstick là đũa, đồ vật. Bean là rau củ, pea là rau củ, durian là quả sầu riêng, pepper rau củ, spoon là cái muỗng, prepare là quả, plate là cái đĩa, mango là quả xoài, biết đây, mango số 2. Pot là cái nồi bỏ xuống số 3, watermelon số 2, glass số 3, knife số 3, ok. Rồi, chúng ta xuống bài dưới, đọc và đặt dấu nhấn trọng âm này. Selection nhấn âm 2, vegetable nhấn âm 1, display nhấn âm 2, spinach nhấn âm 1, cucumber nhấn âm 1, prepare nhấn âm 2, pineapple nhấn âm 1, banana nhấn âm 2, durian nhấn âm 1, pepper nhấn âm 1, chopstick nhấn âm 1, carrot nhấn âm 1. Rồi, xuống bài 3 la mã, đặt câu hỏi và viết câu trả lời theo các từ gợi ý này. What would you like là bạn muốn cái gì? I like some chicken and rice. What would he like? Anh ta muốn cái gì? He like to go out for dinner. Nếu là động từ thì các bạn phải có to kẹp giữa. Would like cộng với danh từ hoặc là would like cộng với một to infinity đó. Đây là quả thì chúng ta sẽ viết như thế này. Anh ta thích cái gì? What would nam like, nam thích cái gì, và chúng ta sẽ viết là he'd like pineapple. Anh ta muốn một quả thơm, a pineapple. Câu số 2, What would she like? She like to have cucumber salad for dinner. Câu số 3 là what would your brother, em trai của bạn, your brother like? Chúng ta sẽ trả lời là he like something to drink. Something to drink. Câu số 4, bọn họ thích cái gì? What would they like? They like này, fried fish, cá chiên, rồi boiled spinach, rau bó xôi luộc, và một ít súp canh khoai tây. Câu số 5, what would you like, bạn muốn cái gì? What would you like? I like to play some game of chess. Rồi, câu tiếp theo này, chú của Hoa thích cái gì? Ở đây sẽ là what would Hoa uncle like? He like some spinach and cucumber. Ok, rồi
Bài 1 la mã, 2 la mã và 3 la mã của chúng ta đến đây là hết rồi. Và hẹn gặp lại các bạn trong một cái cấu trúc câu hoàn toàn mới với các bạn và khá là hay. Đó là câu đồng tình, câu đồng tình khẳng định, câu đồng tình phủ định. Bởi vì nó khá là dài, còn phải giảng lý thuyết nữa. Chúng ta sẽ gặp nhau trong video tiếp theo nha.